Hoa My xin trân trọng kính chào quý cha cũng như quý tu sĩ cũng như tất cả quý vị có mặt tối nay, một đêm thật là hạnh phúc ạ. Rất là dễ thương. Quý vị biết là đi phục vụ cho mùa Giáng sinh ở cô rất là nhiều nơi, nhưng mà Nguyễn Thanh thấy ngày hôm nay cái tình yêu mến quý vị dành tặng cho Đình Mục Nguyễn Sang và đoàn thi hát Người Nghèo rất là yêu thương. Chắc chúng con năm sau chúng con đăng ký về nữa quá. Về đã hát phục vụ thôi quý vị. Đó là tấm lòng quý vị dành tặng một lần nữa. Nguyễn Thanh cảm ơn. Và trong tâm tình cảm mến thì ngày hôm nay chuẩn bị đến Giáng sinh rồi. Thì cô Hoa My và Nguyễn Thanh sẽ có một cái món quà xin được diễn kể lại cho quý vị một cái chuyện tình trong mùa Giáng sinh rất là đẹp, rất là lãng mạn của sáng tác của Nguyễn Hà. Giờ đây mời quý vị sẽ thưởng thức nhạc phẩm Giáng sinh kỷ niệm qua tiếng hát của Hoa My và Nguyễn Thanh. Cảm ơn quý vị. Sám hối đắm đuôi, nắm tay em thì thầm, mong ước sẽ bước tới. Với yêu thương trọn đời, yêu chỉ mình em thôi, cuối chân trời góc núi. Mùa Giáng sinh lại về, anh để hồn chơi vơi, những đêm trời băng giá. Nhớ em lòng dồn dã, nhưng bây giờ tình héo hắt buốt xa, có trông mong chỉ là niềm nuối tiếc cũng đã mất xa không bao giờ. Thấy lại trời yêu thương vẫn vương thêm lòng khắp muôn nơi. Nỗi vui chưa thành lời, đã xa nhau một đời. Tình nồng chỉ là tuyết đến cho đẹp thôi, sẽ trôi tàn cuối đầu. Mùa Giáng sinh năm nay, anh trở về nơi đây, nhớ mong người biết mấy. Dù thoáng đến phút trong cũng xin theo nhịp đời, vì dẫu có tiếc nuối cũng sẽ không bao giờ quên được tình yêu xưa. Giáng sinh êm đêm muôn nơi. Nỗi vui chưa thành lời, đã xa nhau một đời. Tình nồng chỉ là tuyết đến cho đẹp thôi, sẽ trôi tàn cuối đầu. Mùa Giáng sinh năm nay, anh trở về nơi đây, nhớ mong thoáng đến phút trong cũng xin theo nhịp đời, vì dẫu có tiếc nuối cũng sẽ không bao giờ quên.
Quý vị thấy dễ thương mà. Đó là tất cả những tâm tình mà cô Hà My và Nguyễn Thanh ngày hôm nay đến đây dành tặng cho quý vị. Một lần nữa, trước khi quý vị tiếp tục nghe tiếng hát rất là ngọt ngào của Hà My, Nguyễn Thanh xin được kính chúc quý cha toàn thể quý vị mùa Noel an bình, thanh đức và chuẩn bị đón một năm mới bình an. Một lần nữa, Nguyễn Thanh cảm ơn tất cả tấm lòng quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn cô Hà My. Bây giờ thì để tiếp nối chương trình, Hòa My xin gửi tới toàn thể quý vị một bài hát rất là dễ thương của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Nhạc sĩ Đài Phương Trang đã viết một bài hát có tựa đề là Hai Mùa Noel. Xin mời quý vị cùng nghe.